Hello chào mọi người, thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món đó là nấu cháo lóc, cá lóc miền Tây nha mọi người. Tại vì mình mở tủ lạnh ra thì mình thấy thấy là mấy con cá lóc nè mọi người, ở trong tủ luôn nè, đông cứng luôn, đông lạnh luôn. Bây giờ mình bỏ nước ngâm cho nó tan ra rồi mình lấy khoảng hai con mọi người. Giờ mình đầu tiên thì mình sẽ xay mà tỏi nha mọi người. Mình sẽ tỏi xay nha. Chết mẹ rồi, đem xuống cái cháy luôn, cháy cái ấy luôn, cháy nồi luôn, tỏi đen thui luôn, không đem xuống luôn, khét khét ấy luôn. Bây giờ mình sẽ băm tỏi cho nhuyễn rồi mình đem đi ấy nha mọi người. Thì nói là mình sẽ đem tỏi đem đi sấy để mình làm cháo nha. Còn phần tỏi thì mình sẽ băm cho nhuyễn nha mọi người. Rồi mình đem lên sấy cho đơn giản luôn. Bữa nay tự nhiên thèm cháo mọi người. Tại hôm qua nhậu nhiều quá nên nó ấy. Nó phải hút cháo nóng của nó ấy. Mình ăn cơm vô cũng không có gọi gì là ngon hết trơn, ăn cơm vô không nổi. Giờ thèm cháo quá. Băm càng nhuyễn mới thành nấy nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho mỡ dầu ăn vào mọi người. Đây là giờ ăn nhà tự làm thôi. Bỏ khoảng miếng cho mọi người. Giờ cho nó lửa thiêu thôi mọi người. Cái mình sẽ cho tỏi mình băm nhuyễn rồi nè, mình cho vào. Sấy cho nó vàng nha mọi người. Vàng rồi thì mình đem xuống. Mình làm mình tự chế biến này kia đồ ăn rất là ngon luôn. Thường thường là người ta sấy mà tỏi kia không à, người ta sấy tỏi tép, cái này mình không có sấy liên kết, mình sấy mình băm nhuyễn nha mọi người. Ở nhà không có làm gì buồn buồn thì bữa nay không có làm nữa, bữa nay mình bị đứt tay không có làm được, tại đi làm cái miếng thiết á nó đâm đâm vào tay mình mọi người. Sau khi mình rang qua rang lại nó vàng mọi người. Bây giờ mình sẽ đem xuống rồi mình bắt nồi nước sôi lên để nấu cháo nha. Bánh tét mới mới chiên hồi nãy mọi người. Mình phải ăn bánh tét chiên nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy cơm mọi người. Đây là cơm mọi người. Cơm mình tính lấy gạo mình rang á. Rồi mình nấu nhưng mà lâu quá, bây giờ mình lấy cơm cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ cho nước vào tỏi luôn nha mọi người. Tỏi mình mới sấy hồi nãy á. Cho khoảng một ca nước thôi rồi bây giờ mình cho cơm vào luôn nha. Ăn vậy mới ngon nha các anh chị. Bây giờ mình đẩy lửa vào rồi bây giờ mình còn phần mình chuẩn bị đem đi mặn cá mọi người. Ba con, bốn con, bốn con luôn rồi. Qua wow, cứ ngắt không cái còn đông nữa mọi người. Bốn con cá thì mình lấy mấy con nhỏ nhỏ mình nấu thôi, lấy con bự mình đẩy lại để mình lại có gì mình để ăn sau nữa. Cứng quá. Quá cứng luôn. Ba con vậy lấy ba con này nấu cháo đi, thôi mình lấy con bự nấu cháo đi mọi người, con nhỏ để lại. Con bự nấu cháo là mới nó hấp dẫn. Mình nãy mình thấy trong tủ còn con nữa. Giờ mình xắt ra nha. Thì nào nước sôi mình đổ qua cá vào luôn mọi người. Người cháo mình sôi mình đổ cá vào.
quá ngon. Xong. Còn mấy cái này mình đổi để lại. Rồi mình đem đi rửa lại nha mọi người. Đầu cá mình cắt làm hai luôn. Ăn nhắc trời. Đem rửa. Rửa ra cho sạch nha các anh chị. Rồi cá đông rồi nè. Thịt quá là tươi luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi hái lá hành. Ở dưới sông có cá đối nhóc luôn mọi người. Yeah. Cá đối nó vô sông nắp luôn. Để chiều tí nữa mình quay cho người xem là mình đi giăng cá đối nha coi kìa. Có phi cá đối tụi luôn ở dưới sông rồi. Wow, mình có lưới luôn nha. Tại chút nữa mình đem giăng. Bẻ hành coi. Cũng may bà già bả trồng ăn cắp của bả luôn. Nhổ miền bụi luôn bây giờ. Ghét nhổ miền bụi luôn nha các anh chị. Cho bả khỏi trồng. Thì bây giờ hồi nãy á thì mình đang đi bẻ hành mọi người, mình đi hái hành á thì mình thấy con mấy con cá đối nó bò ở sông rồi. Bây giờ mình đem cái lưới khổng lồ của cha mình rồi. Đây là cái lưới giăng ở sông nha. Lưới này rất là khổng lồ luôn nha. Cá gì cũng dính hết trơn nha. Bây giờ mình để cái nồi cháo ở đó. Bây giờ mình cứ để bỏ đó đi. Bây giờ mình đi giăng lưới cái rồi mình lại là mình là có thể là nó sôi rồi mình bỏ cá vào sông mọi người. Bây giờ mình đi giăng liền nha. Mình không có khúc quay cái khúc giăng trong người xem nha. Tại vì mình giăng xong hả mình quay nha. Tại vì mình chỉ có không có ai quay phim cho mình. Mình tự quay không có được mới tại ấy xong. Ok. Bây giờ mình đã giăng xong nha mọi người, chút nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì bây giờ mình đến những cái nồi cháo của mình là nãy giờ là mình đã sôi rồi. Mình sẽ đổ cá lóc vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn. Hết tiêu mọi người. Hết tiêu nồi cháo nó không có thơm, thấy không? Hết tiêu. Vét tiêu lại rồi. Đó, có tiêu rồi đó. Mày thấy chưa? Tôi vét luôn. Không tiêu chưa mà vét khô luôn. Rồi mình cho bột ngọt vào nha. Cho khoảng nửa muỗng bột ngọt thôi. Chứ mình còn ăn với nước mắm mọi người, mình không có nhiều được. Với muối, miếng muối thôi. Và đường nha mọi người. Rồi chín rồi mình sẽ đổ cái hành vào. Rồi mình cho hành vào luôn nha. Thế là được nồi cháo thơm ngon này. Hấp cho nó tỉnh táo tinh thần. Wow, cháo cá lóc miền Tây. Bây giờ mình bỏ đây nữa. Bây giờ mình cho mọi người đi quay cái lưới cho mọi người xem mình giăng hồi nãy nè. Lưới thì rất là dài luôn mọi người, mình giăng tới cái đầu dừa nước đó, đó. Rồi mình giăng tới ngoài kia, mà cái lưới này nó bự quá, không dính cá đối đâu. Có cá bự mới nó dính được. Kìa, cá ở sông bên đây quá trời cá luôn mọi người. Mình giăng bỏ đó, mình giăng tới cái đầu bên kia nha. Mình giăng tới bên kia, mình giăng có nửa khúc, còn nửa khúc. Kìa, không biết dính cá gì nó động đậy lưới cho mọi người. Rồi, mình giăng có nửa khúc rồi. Thấy cá đối nhiều rồi, động cá chảy chân. Rồi, còn nửa khúc lưới thôi, mọi người thấy không? Đây, con to cho mọi người xem nè, đó. Bỏ đó. Giờ mình quay lại đi coi đường cháo kìa, cá nó ụp kìa. Mà lưới bự quá, sợ không dính. Thì bây giờ mình sẽ ăn cháo thôi mọi người. Cháo đã chín rồi mọi người, rất thơm luôn. Cháo cá lóc. Cháo cá thì mình ăn kèm với cái này nha mọi người. Cái này mình tự làm nè, còn miếng không? Bữa mình ăn mình múc ăn miếng còn miếng nè. Cái này là củ cải trắng ướp mọi người. Mình ướp chuyên dưa nha, ướp chua chua á. Tại mình không có dám đi ra chợ mua rau được, tại vì mà bữa nay mình nghỉ làm rồi đi chợ cũng phải đi ngang đường đó. Cái đường chỗ làm đó, rồi mất công kỳ quá, không dám đi. Ăn gì đại đi. Mời mọi người nha. Hẹn mọi người xem video tiếp theo của mình là
đi thăm lưới cá hồi nãy nha. Ba mọi người.